mà thiết thân đành cánh dính biệt linh đều ai nhãn môn quan.
giảng trường đình chứng kiến cảnh ly tan. Bệ hạ đối với thần tiết đã trọn tình báo nghĩa, xin quân vương hãy trở lại xem lòng tình cảm của quân vương tiếp trong đời nhớ. Nàng có muốn luôn